mọi người, xin chào tất cả các chị yêu. Chào mọi người nha. Chị nào đang có mặt trong livestream thì giúp em một comment đi mấy chị ơi. Giúp em một comment ngày hôm nay để chúng ta có thể là săn sale lớn hơn nha cả nhà ha. Để chúng ta có thể là chiều nay có hàng, tranh thủ em sẵn ship cho mọi người luôn. 146 chị đang xem livestream rồi. Chị nào đang có mặt trên live, mọi người comment giùm em Ngân một cái dấu chấm nha cả nhà nha. Chị nào đang có mặt trong livestream, mọi người comment liền giùm em Ngân một cái dấu chấm với là chào chị Vương Ngọc Sư, chào chị Cần Huyền, chào chị Thu Đông, xin chào chị Huyền Bùi, chào chị Saranto. Hôm nay thì buổi chiều đúng không mấy chị, chiều thứ bảy nữa thì em Ngân sẽ lên cho mấy chị một cái mẫu mới nhưng mà lại bán với một cái mức giá sale. Thì chiều như thế này á mấy chị em nhà mình vào càng đông thì mình dễ săn hàng hơn thôi. Đỗ mà chào chị Nga Hồ, cho em xin một dấu chấm nha mấy chị, xin một cái dấu chấm nè. Dạ em chào chị Thu Thiếu, xin chào cả nhà, cảm ơn chị Bích Vân Nguyễn nha. Xin chào chị Nguyễn Giang, chào chị Hồng Song Hỷ, chào chị Nga Hồ, chào chị Châu Phùng, chào chị Bích Thủy, chào chị Hồng Lan Lê, xin chào chị Nguyễn Giang, chào chị Thu Đông. Dạ em Ngân xin chào mọi người. Mọi người ơi vào like mình comment giùm em một cái dấu chấm luôn ha. Hôm nay em Ngân sẽ like rất là nhanh gọn lẹ cho mấy chị bởi vì số lượng mẫu hôm nay rất là ít mấy chị. Buổi chiều thì thường thường các chị em nhà mình thường hay nghỉ ngơi nè, nhất là thứ bảy nữa thì em nghĩ nó sẽ cháy hơn rất là nhiều, bão đơn luôn so với ngày hôm qua, bởi vì khung giờ chiều này cũng có nhiều chị em nhà mình rảnh rỗi đúng không, thì mình mới ngủ dậy hoặc là các chị em nhà mình mới vừa đi chơi đi cà phê về nè, thì mình có thể là tham gia buổi live này cùng với em ha. 218 chị đang xem live, chị nào đang có mặt trong livestream mọi người comment liền giùm em Ngân dấu chấm với đi ạ. Đầu like là lên cho mọi người một mẫu rất đẹp, rất xinh và rất là xuất sắc luôn. Nhưng mà chúng ta sẽ mua với mức giá sale. Nên là bây giờ các chị ơi giúp em một lượt tương tác. Chị nào đã chia sẻ livestream rồi thì hãy vào đây cho em Quân comment chữ sale đi ạ. Chị nào mới vừa vào livestream ha, mình chia sẻ bài sau đó comment chữ sale giùm em. Chiều nay thì em sẽ ưu tiên hơn một chút xíu cho chị nào có chia sẻ livestream. Chỉ cần nhấn một nút chia sẻ bên góc trái màn hình thôi là chúng ta đã có thể săn được những em đầm xuất sắc này về nhà rồi. Đây là một cái mẫu mới nhất trong tháng này luôn mấy chị, em sẽ làm chương trình sale cho nó. Được không ạ? Đấy, bên góc trái màn hình nó có cái chữ chia sẻ, các chị click vào giùm em nha. Hello mấy chị. Chị nào đã chia sẻ rồi thì comment chữ sale giùm em. Chị nào hôm nay có share livestream thì em sẽ ưu tiên đơn hàng trước cho mình. Chào chị Phi Nguyễn, chào chị Cẩm Nguyễn nha. Cảm ơn chị Saranto đã share livestream giùm em. Cảm ơn chị Xuân Ca Nguyễn đã share livestream giùm em ha. Chị nào ngày hôm nay có share livestream em ưu tiên đơn hàng cho mình. Chắc chắn chị đó sẽ có hàng 100% luôn. Dạ em chào chị Đú Phùng luôn, em chào chị Bích Tuyền, chào chị Luy Nguyễn, chào chị Phi Nguyễn. Rồi các chị ơi, em cho mọi người tầm cỡ 1 phút để chúng ta bắt đầu chia sẻ livestream để mình có thể săn hàng cho nó dễ hơn. Bởi vì ngày hôm nay em lên cho mấy chị em nhà mình là 3 em siêu phẩm bán với một cái mức giá rất là rẻ. Được không ạ? Nhưng mà số lượng rất là ít nên là các chị em nên chia sẻ livestream giùm em. Cảm ơn chị Thúy Hồng, Thúy Hoàng đã share livestream. Cảm ơn chị Luyện Nguyễn đã share livestream giùm em. Bên góc trái màn hình liền đi mấy chị, cho em một lượt chia sẻ để mình có thể đặt hàng nó sớm hơn. Cái đơn hàng của mình khi mà thí dụ như mấy chị vào sau, mấy chị nhấn một nút chia sẻ đơn hàng mình đang nằm ở dưới, nó sẽ tự động nó đẩy lên trên để mình săn hàng cho nó dễ hơn. Được không các chị? Nên là bây giờ comment giùm em Ngân chữ sale. Chị nào mà đã chia sẻ livestream rồi comment chữ sale giùm em. Hôm nay em Ngân sẽ like cho mấy chị một mẫu mới luôn, zoom lại cho mọi người coi cái chất liệu nha. Đẹp ạ. Dòng vải này là dòng vải voan gân phủ kim tuyến nha cả nhà ơi. Voan gân phủ kim tuyến mấy chị thấy chưa ạ? Đây là một cái mẫu mới nhất trong tháng này luôn. Nhưng mà em vẫn muốn làm chương trình sale cho nó, mọi người thấy không ạ? Quá trời quá đất đẹp luôn. Mẫu này là chất liệu này. Đó, voan gân giống như cái kiểu voan tơ gân vậy đó mấy chị. Nhưng mà cái này là em ép kim tuyến, mà kim tuyến lại hạt bi nha mấy chị ơi. Ép thẳng trực tiếp vào bên trong. Và có 2 gam màu kim tuyến là màu bạc với màu vàng đồng. Rất đẹp luôn mấy chị. Và em này hiện tại đang có đủ 5 size cho cả nhà mình. Mấy chị chia sẻ like chưa? Chia sẻ like mình lát mình dễ đặt hàng hơn đó, mình dễ săn hàng hơn. Em đầm này em đang có cho mọi người 5 size S, M, L, 1X và 2XL. Từ 40 cho tới 72 cân là mọi người ơi, mọi người đã có đơn rồi. Mã sản phẩm em này là 9155. Gạch ngang số điện thoại kế bên để mà mình được săn hàng nha các chị. Đây, lớp lót cho mọi người, lớp lót full luôn nha các chị. Dắn đầm xòe 9155. Em Ngân đang có cho mấy chị là 5 size. Giá gốc
550. Hôm nay sale cho mọi người một cái mức giá chỉ có trong buổi livestream này thôi, từ 40 cho tới 72 cân eo dưới 90, mức giá chỉ có 399.000 cho chất liệu vải mới ngày hôm nay. Lần đầu tiên em like, mấy chị like được đúng con lần một, hôm nay lên sale luôn. Là mẫu này các chị ơi, số lượng rất là ít luôn ha. Số lượng em nhận này, em nhận cái mẫu này rất là ít, nên là hy vọng mấy chị em nhà mình đặt hàng sớm. 399.000 cho một mẫu đầm mới, giá sale ha mấy chị, giá gốc tới 550. Cái dòng vải này nè mấy chị ơi, cái nền màu đen và hoa của nó là hoa màu nâu cam. Hôm bữa em đi bán rất chạy, mấy chị khách khen rất rất là nhiều, ở cửa hàng bán rất cháy hàng luôn. Khách của em ghé tới là toàn bộ là đòi thử mẫu này thôi, bởi vì cái nền màu đen á mấy chị mặc lên rất là ốm. Có chiếc eo cho mấy chị, tay là làm dáng tay ống bí full lớp lót cho mấy chị luôn nè. Đó, rất sang trọng luôn mọi người nha. Hai bên có phối túi, từ 40 cho tới 72 cân mình thả giùm em một lượt comment. 399.000 một em đầm. Cái giá này là coi như em vừa bán vừa tặng vừa tri ân cho mấy chị luôn á, thiệt á, quá rẻ luôn. 9155 gạch ngang số điện thoại kế bên để mình được có đơn hàng nha cả nhà ơi. Chốt đơn sớm để mình được có đơn nha các chị. Tranh thủ giùm em, tranh thủ sớm giùm em để mà mình được có hàng nha cả nhà ơi. Lên đơn luôn. Chiều nay em sẽ có các bạn nhân viên gọi điện thoại tư vấn size và chốt đơn hàng ngay từ thời điểm bây giờ. Bây giờ các chị đặt luôn, các bạn sẽ gọi điện thoại luôn, bởi vì mọi người đang chờ đơn của mọi người bên dưới, của các chị bên dưới, để gọi điện thoại tư vấn size và chốt đơn hàng. Mình mua hàng ngày hôm nay, mình mua thứ nhất là mua mẫu mới, chất liệu mới. Có nhiều chị còn chưa biết đây là em đầm gì nữa, có nhiều chị còn chưa biết đây là chất vải gì. Thật sự đây là chất vải mới nhất trong năm nay nha mấy chị ơi, chưa có một mẫu nào có, chỉ có một mình em này có thôi. Chất vải này là vải voan gân phủ kim tuyến. Kim tuyến này mấy chị có cào nó cũng không bong nha mấy chị ơi, có cào suốt nó hay là có giặt như thế nào, giặt bằng máy giặt luôn, nhàu nó cũng không bong được. Và em sử dụng cho mấy chị 2 gam màu kim tuyến, một là bi vàng, hai là bi màu bạc. Nó nổi và nó phải nói là rất là sang, nhìn nó trong trẻo, cái đầm mình cực kỳ mấy chị. Hoa này là em phải đặt riêng nha, màu cam nâu, mặc lên rất ốm, rất gọn dáng luôn. Hoa của nó hoa bé, nhìn rất xinh mấy chị, mặc lên cực kỳ trẻ ha. Giá em đầm này giá gốc 550, hôm nay giảm luôn cho cả nhà mình là còn 399.000. Chốt đơn giùm em nha mấy chị ơi, chiều nay chị nào chốt luôn em sẽ hỗ trợ sẵn ship cho mọi người. Các bạn nhân viên sẽ gọi điện thoại tư vấn size. Mua hàng mình sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán này. Mình được tích lũy điểm mỗi lần mấy chị em nhà mình mua hàng thành công là mình sẽ được tích lũy điểm. Và tham gia chương trình vòng quay may mắn, mình có thể trúng 50, 100 hoặc là 150.000 luôn. Được không ạ? Cái này em có 5 size. Size số mấy chị ơi cứ để sau, các bạn nhân viên tư vấn sau cho. Nhưng mà nhiệm vụ bây giờ em nhận đặt gạch trước, em nhận đặt gạch và đặt hàng trước cho em đầm này để mà chừa đơn chừa size cho mấy chị. Còn chị nào comment sau like hoặc là chốt chậm lúc mà em qua mẫu là em không nhận thêm nha. Giá em đầm này coi như bán tri ân đầu livestream buổi chiều cho các chị. Chị nào tham gia chương trình này ngày hôm nay thì mình sẽ mua được cái đầm này chỉ có 399.000. Rất là đẹp luôn á mấy chị. Đây là chất vải mới nha mọi người ha. Đây là chất vải mới, chất vải nó rất là mềm. Mấy chị ơi, cái dòng vải này nó không hề là nhăn, không hề là nhầu vải gì hết luôn. Gam màu của nó là một cái gam màu đen, nên là mấy chị biết rồi, mình mặc lên nó sẽ rất là ốm. Và cái họa tiết hoa này là em phải đặt ha mấy chị. Thiết kế là mọi người nhìn giùm em với nha. 399.000 coi như mức giá này là có 102. Và trên thị trường chưa ai bán dòng chất vải này luôn, chưa ai bán nha mấy chị. Thí dụ voan hàng, voan tơ người ta đã có thể bán rồi, bán đầy luôn mấy chị. Còn những cái chất liệu voan gân phủ kim tuyến này là chất vải mới, em y cũng mới về vừa nhập luôn. Em like được đúng có một lần một là giá gốc là 550 thôi. Và ngày hôm nay em lên chương trình em sale luôn mấy chị, có 102 trên thị trường, 399.000. Gam màu này em y cũng phải đặt nha mấy chị, trên thị trường mình không có. Mấy chị thấy không, lên nước da mình rất là sáng, đẹp, sang và mặc lên rất là tay luôn mấy chị. Cổ này không hở nha mọi người. Ở phía trước em làm cho mấy chị một cái nơ, không phải một cái nơ mà kiểu như là em làm thiết kế mấy chị. Thiết kế này là kiểu như cách điệu, tạo thành hình một chiếc nơ như thế này, để giúp gương mặt của các chị cảm giác duyên hơn, trẻ trung hơn, ngọt ngào hơn rất là nhiều mấy chị. Này, cái phần chiếc eo nhiều khi mọi người không thấy luôn, bởi vì chiếc eo này em làm cho mọi người, chiếc eo rất là mảnh, nên là mấy chị em nhà mà bụng to hoặc là mình ăn uống no nê xong mình không sợ bị cứng cái phần bụng của mình. À, eo mình nó sẽ bé hơn, hông nó đẩy cái ngực mình nó rất đẹp. Tay này lâu lắm rồi em mới lên cho mọi người dắt tay ống bí.
tay ống bí là một trong những cái vóc dáng tay rất là trẻ trung luôn, rất là đẹp. Được không, mấy chị lên cái nút da mình, em bao cho mọi người cái độ trắng trẻo 399.000 năm size. Vải này không nhăn, không nhầu, không nhão gì hết. Mua về mấy chị test thử giùm em chất vải, kiểm tra hàng thoải mái, thấy ok rồi hẳn thanh toán tiền cho em. Được không ạ? Mình sẽ được tích lũy điểm để mỗi lần mấy chị mua hàng thành công, mình sẽ trở thành khách VIP. Bạc, vàng và kim cương mình mua mình sẽ chiết khấu thêm. Tham gia chương trình vòng quay may mắn nữa, được chưa ạ? Chốt đơn giùm em nha. Cái đầm này mặc đi làm, đi chơi, đi chùa, chiền, đi lễ mặc được hết mấy chị, nó rất là lịch sự. Và nhìn nó sang hẳn luôn. Cái màu hoa này và kèm cái chất liệu này, đây là chất liệu độc quyền. Và cái màu hoa này rất là xinh luôn. Chị hai chị mới qua cửa hàng mua rồi, đầm đẹp lắm. Cảm ơn chị Hồng Nguyễn nha, cảm ơn chị yêu luôn. Rồi mấy chị ơi, bây giờ chị nào đặt tràng trước có trước nè. 40 cho tới 72 cân, chị Uyên Vũ có đơn, chị Thúy Hoàng, chị Vân Phạm, chị Lâm Kim Xuyến có đơn nè, chị Vương Hà, chị Đúa Phùng có đơn giùm em. Mấy chị ơi đặt luôn ngay từ bây giờ để mà chiều nay em sẵn ship các bạn gói đóng đơn đi hàng sớm cho mấy chị luôn. Được không ạ? À? Tại vì ngày hôm nay là chương trình sale rất bùng nổ, thứ bảy là phải rất là máu nha mấy chị. Chiều nay mấy chị chốt luôn, em sẵn ship và hôm nay lên mẫu mới. Thường thường mẫu mới không ai dám làm chương trình sale, mà là chất vải mới hiếm trên thị trường nữa. Chất vải này nè, cái màu hoa và cái chất vải này em phải đặt riêng luôn để làm thương hiệu riêng cho mình. Mà giá gốc bán tới 550 là một em đầm khá là chất lượng nha mọi người. 550 cho tới 580 là những em đầm có những cái mức giá khá là chất lượng luôn. Đó, em đầu tư cho em đầm này rất nhiều, mấy chị nhìn giùm em kỹ nha. Mấy mọi người thấy không ạ? À? Em làm cho mấy chị đính kim tuyến vào, phủ kim tuyến nha, kim tuyến bi nha mấy chị. Nên là nhìn nó đẳng cấp hơn nhiều luôn. Cái này không ngứa, không khó chịu và mọi người lấy tay cào cấu không rơi một hộp kim tuyến nào ra ngoài. Mặt là mặt lâu bền, cái hoa này em phải đặt riêng luôn nha mấy chị, màu nâu cam. Rất trắng da, nhìn nó đẹp lắm mấy chị. Và ở phía trước làm cho mấy chị những đường ly để tạo thành hình những cái chiếc nơ. Em ơi xin một cách giả mang luôn mấy chị ơi, lên cho em 9155 gạch ngang số điện thoại. Mỗi size em nhận cho mấy chị em nhà mình là 3 chiếc cuối cùng nha, 399.000. Ok chị Sarato, ok chị Hạnh Mỹ. Có chị nào mới vừa vào like thì chốt giùm em. Ok chị Đặng Lê Thị Bách nè. Ok chị Liễu Lê, chị nào không có đầy đủ thông tin em không chốt nha. 9155 gạch ngang số điện thoại. Chị nào mà comment có cái size với cái số điện thoại không là em không bao giờ em chốt được. Phải comment đầy đủ thông tin nha mấy chị. 9155 gạch ngang số điện thoại. Cái màu này ở ngoài nó ăn tiền hơn trên live rất nhiều. Em đứng ở đây và em khẳng định một câu chắc nịch luôn, ở ngoài nó đẹp hơn gấp mấy lần trên live stream. Đồ hơn mấy chị. Cái nền của nó là màu đen, lên người mình rất là gọn, cho mình rất là ốm. Màu đen thì mình đã ốm rồi. Thứ hai nè mấy chị, và cái vỏ hoa tiếp hoa, em làm hoa bé bé nhí nhí thôi, các chị sẽ ốm hơn nữa và các chị sẽ trẻ trung hơn. Đúng không mấy chị? Và thiết kế này em đã fix dáng hết rồi. Thợ em làm rất là khéo, rất là kỹ về cái việc định hình phong dáng, tạo eo nè, đó, tạo hông, tạo phong ngực cho mấy chị và tạo được cái hõm lưng khi mấy chị ơi nhà mình đứng chụp hình không có bị phô ra như thế này nha, bị che mất cái mông. Đó, lúc nào nó cũng có cái hõm lưng ngay chỗ này. Và chiếc eo em làm chiếc eo rất mảnh, nên chị nào bụng to, mình ngồi ăn uống đồ gì thoải mái thì em che bụng rất tốt cho mấy chị. 399.000 giá này coi như em tặng cho mấy chị, bán giá tặng luôn. Chứ giờ ai bán, ai kêu em bán cái đầm này giá 399.000 đâu mấy chị ơi. Thì sự luôn, mình làm chương trình mình đã buôn bán rồi thì mình cũng phải lâu lâu hy sinh vài em mới để các chị em nhà mình có thể cảm nhận về chất lượng của em. Nhất là trong livestream của em, cho em hỏi có chị nào khách mới không ạ? À? Rồi ok, chị Hòa Hoàng có đơn, chị Nguyễn Túy, chị Dương Hải, chị Cành Trầm, chị Cát Tường có đơn, chị Thắng Nguyễn, chị Thùy Trang Nguyễn có đơn, chị Hạnh Mỹ có đơn ha. 399.000, không một ai bán chất liệu này luôn. 9155 chị Nguyễn Nhật, chị Tinh Lô. Rồi ok, chị Nguyễn Tuyết luôn nha, quá trời chị lên đơn luôn. Em chỉ còn cho mấy chị mỗi size từ 3 đến 4 chiếc thôi nha cả nhà ơi. Rồi ok, chị Lý Tiểu Anh, chị Hà Tâm Anh, chị Trần Oanh nè, chị Nga Huỳnh có đơn giùm em luôn. Quá trời nhiều chị lên đơn. 399.000 mấy chị không? Em mới ăn no xong, uống một ly cà phê sữa, uống một trái dừa, một tô tiếu nữa, mà mọi người thấy bụng em gọn bưng không? Và em làm cái chiếc eo rất mảnh, nên là mấy chị em nhà mình mặc không bao giờ bị cứng cái phần eo. Nó lúc nào nó cũng có độ co giãn lớp lót này mấy chị. Đây, lớp lót mọi người thấy em làm là cũng dài qua đầu gối, em làm không có kén mấy cái vụ này. Nên là mấy chị mặc lúc nào nó cũng trong cái tư thế rất là lịch sự, rất là sang chảnh luôn mấy chị. Cái chân mình nè, nào nó phủ ra nè. Tại vì đa số các chị đã có gia đình, có tuổi, không ai thích mặc cái kiểu mà mặc nó quá ngắn cũn cỡ. Đúng không? À, hoặc là nó ngang tầm đầu gối thôi là cũng đã quá rồi. Còn cái này em làm kể cho cái lớp lót em cũng phải làm đầu tư cho các chị phải dài qua đầu gối em mới bán.
đó, và cái đầm này ngồi nó lịch thì qua mấy chị, nó che cái bụng chưa ạ? Cái nút dao mình lên trắng tuyệt vời, và cái màu hoa này em Ngân nhắc lại trên thị trường mình không có, và cái chất vải này em đều phải nhập nha, trên thị trường mình không ai bán cho mọi người. Cái gam màu hoa trên một cái nền màu đen thì nó sẽ giúp cho cái đầm của mình nó trở nên cao cấp hơn, tại vì cái nền màu đen mà mình để lên cái gì lên trên đó nó sẽ nổi bật hơn rất là nhiều đó. Nhưng mà em cũng phải đặt riêng cái màu hoa này, thiết kế riêng cho cái đầm của mình, và phối cho mấy chị hai cái gam màu bi, hai gam màu kim tuyến, một cái gam màu vàng đồng, một gam màu bạc bạc nữa đó, nhìn nó rất là trẻ trung luôn nha cả nhà. 9155 gạch ngang số điện thoại kế bên, từ 40 cho tới 72 cân, chuẩn bị sắp hết hàng. Dòng vải này là dòng vải voan gân phủ kim tuyến, voan gân phủ kim tuyến nha cả nhà ơi, chuẩn bị sắp hết hàng ạ. Ok, chị Đỗ Linh có đơn, chị Bích Vân Nguyễn, chị Nga Ninh, chị Hà Tâm Nguyễn, chị Lý Tiểu Anh luôn. Có chị nào mới vừa vào xem livestream của em không ạ? Chị nào mới vừa vào xem live, mọi người comment liền giùm em Ngân một cái dấu chấm, tại vì số lượng em đầm này gần sắp hết hàng mấy chị. Đây là một em đầm thứ nhất. Cái thiết kế này nè mấy chị, em ấy tự lên bản vẽ, tự lên thiết kế từng khâu một. Chất vải em ấy cũng phải đặt, em ấy cũng phải nhập ở thị trường nước ngoài về, chứ thị trường Việt Nam mình không có đủ nguyên liệu, không có đủ công nghệ để làm ra cái chất vải này. Thiết kế tự em lên bản vẽ hết, tự làm hết từng khâu một. Và thứ hai, các chị ơi, cái dòng vải này mấy chị về em cho mọi người kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Em ấy đã bán hàng online đã hơn 7 năm trời rồi mấy chị. Có nhiều chị em nhà mình khách quen mua không kiểm tra hàng, nhưng mà em vẫn muốn cho các chị kiểm tra hàng, bởi vì buôn bán là cái chữ tín giữ hàng đầu, đúng không mấy chị ha? Cho mọi người kiểm tra hàng, cho mấy chị sờ nắn chất vải trước giùm em được không ạ? Mình thấy ok đồng ý rồi hẳn thanh toán tiền cho em. Và size số mẫu này em đang có đủ 5 size, và đây là một chất liệu mới. Chất liệu này trên thị trường mình hiếm có người bán, bởi vì thứ nhất mấy chị ơi phải nhập. Và cái màu hoa này mọi người yên tâm, không sợ bị đụng hàng nha. Em phải đặt riêng cho mọi người cái dòng hoa này, hoa màu cam nâu phối họa tiết rất đẹp. Mà họa tiết nhí nhí như thế này, nó nhỏ thì mấy chị biết rồi, nó sẽ giúp cho mấy chị cảm giác trẻ trung hơn, xinh hơn rất nhiều. Và cái form trước này mấy chị thấy không, em làm cho mọi người xếp nhíu và đổ ra hai bên, tạo những cái đường ly ra, để chi mấy chị cảm giác là cái gương mặt mình nó trẻ trung hơn, nó nhẹ nhàng, nó tinh tế hơn rất nhiều. Cổ nè, em làm rất là thoáng, không hở nha, vẫn khoe được cái sợi dây chuyền cho mọi người luôn, được chưa? Khoe được cái xung quanh xanh, em làm không có bị bí, cũng làm không có bị hở. Cái tay này là giắn tay ống bí, là một trong những cái giắn tay treo khuyết điểm tuyệt vời nhất cho mọi người, mà không lo bị cứng phần tay. Tại vì đa số các chị có gia đình rồi, ai cũng bị to phần bắp tay, to phần bụng, cái hông của mình không được đẹp, cái eo của mình quá to, thì đó, các chị em nhà mình luôn luôn tìm những cái giải pháp để mà có thể che khuyết điểm. Thì đây mấy chị ơi, em lên cho mọi người thứ nhất gam màu đen là một gam màu huyền thoại rồi, che khuyết điểm tuyệt đối. Và thứ hai, em làm cho mọi người full họa tiết từ trước ra tới phía sau như thế này, full họa tiết từ trước ra tới phía sau, và họa tiết hoa nhí như này là mọi người mặc lên nó rất là trẻ. Trẻ ha là cái thứ nhất rồi, họa tiết nhiều thì che khuyết điểm nó sẽ càng tốt hơn. Và ngoài ra cái đầm này nè mấy chị, mua về mấy chị dơ cái đầm lên trước giùm em, trước khi mình mặc mình dơ lên thôi để mình thấy được cái demo á mấy chị, là nó cũng đã fit dáng hết cho mọi người rồi. Cái eo mình nó sẽ gọn, cái hông nó đẩy ra mấy chị thấy không, em đứng yên một chỗ nè, em không tạo dáng luôn nha, để mọi người có thể thấy được là cái đầm mình nó đẩy vô, cái hông mình nó đẩy ra, đúng không mấy chị? Chứ không phải là mặc được cái kiểu suông đùa luôn. Cái hông chính của em nó như thế này, nhưng mà khi mà mọi người thấy mặt hông nó sẽ fit cái form, đẩy cái hông, tạo cái đường cong chữ S trên cơ thể cho mình. Và ở phía sau lưng này mấy chị, lúc nào cũng có một cái hõm lưng ngay chỗ này, chứ không có làm kiểu vậy. Làm như thế này vừa còn bị mập nè, vừa không có đường cong, mà cái mặt mình bị mất luôn, đúng không mấy chị ha? Làm cái này phải fit dáng theo từng size một, nên em mới nói hàng thiết kế nó ăn tiền hơn ở chỗ hàng thường là nó có đủ size, mà mình mặc đúng size nữa là mình đẹp y như cái đầm đi may, giống như là mình đặt người ta may cho mình đúng cái số đo cơ thể của các chị vậy. Nên là cần các chị em nhà mình để lại cho em đúng một cú pháp là 9155 gặp ngang số điện thoại kế bên. Size số này các bạn nhân viên sẽ gọi điện thoại tư vấn size liền ngay lập tức khi các chị em nhà mình chốt đơn trên livestream ha. Trời ơi, mới mua 5.2 trời. Trời ơi, mọi người đừng có giận em nha, tại vì hôm nay em làm chương trình sale, số lượng em còn ít lắm cả nhà ơi, nên là mình chốt sớm giùm em. Chị Mai Võ ơi, em không có chốt đơn được nha, mình thiếu thông tin nhiều quá. Ok, chị Hằng Thúy có đơn, chị Trịnh Thanh Nhàn có đơn, đẹp quá, cảm ơn chị Đinh Thắm. Hôm bữa chị nào mua 520 đừng có giận em nha. Hôm nay em like là lần đầu tiên em mới lên sóng để sale cái đầm này. Chất này là chất mới, có nhiều chị còn chưa biết tới chất này, và có nhiều chị còn không biết cái đầm này luôn đó. Nên là hôm nay em bán giá 399.000, coi như một cái mức giá em tri ân
cho tất cả các chị gái yêu nhà em vào khung giờ chiều này. Chiều này chị nào xem hàng, có hàng ở xem livestream này là em chúc mừng các chị yêu nhà mình. Tại vì chiều nay mà lên thẳng cho mấy chị một mẫu mới luôn. Một cái mẫu mà em cũng phải đắn đo do dự để em lên sale và em bán được cái mức giá này là coi như phải hy sinh cả một đội ngũ luôn mấy chị. Bởi vì thứ nhất cái chiếc vải này nó rất là đắt tiền. Và cái hoa văn này em phải nhập riêng để tạo nên cái thiết kế riêng cho mình, không sợ bị đụng hàng. Cái vải này này mấy chị, cái chị cứ mặc hoài cho em, nó không hư hao gì hết nha. Bò này không nhăn, không nhầu, không nhão, chất vải không ngứa, không khó chịu và gam màu lên rất rõ nét và rất là sắc sảo luôn. Không bị bể, không bị hư, không bị mất cái form màu. Đó, cổ này mọi người thấy không? Em làm nè, kín đáo lịch sự nhưng mà không bí bí là nó lên tới đây nè mấy chị, nó che cái cổ mình, nó còn mình còn mình bị thấp thấp đi mấy chị, mình bị lùn đi á. Và cái lớp lót em làm là em đầu tư hẳn luôn là phải dài qua đầu gối để chi mấy chị ngồi, mấy chị không bị lộ cái đầu gối của mình ra. À, mặc lên nó mới lịch sự. Hai bên làm có túi cho mấy chị luôn. Cái chất này nó rất mát, em bao cho mấy chị thời tiết nắng gắt đến cỡ nào mấy chị cứ tự tin mạnh dạn lấy cái đầm này đi làm cho em. Được không? Đi dạy học nè, hoặc là cái công việc của mình là phải đi gặp đối tác khách hàng, đi ngoài đường nhiều, thì mấy chị cứ tự tin chốt cho em những cái mẫu này. Bởi vì em là một trong những thương hiệu chuyên về đầm mùa hè, và nên là tìm kiếm cho mấy chị những cái dòng sản phẩm chất vải tốt nhất để mọi người có thể mặc vào mùa hè, để cho mấy chị cảm giác mát hơn. Và thậm chí mấy chị mua về mấy chị mặc ngủ luôn, để mọi người biết được rằng cái dòng vải này nó mát đến cỡ nào. Những cái dòng vải này mấy chị rất hot ở thị trường nước ngoài, bởi vì nó mỏng, nó mịn và nó rất là nhẹ, nó có cái độ bay rất là hay luôn mấy chị ơi. 399 ngàn. Cái mức giá này em nhắc lại là có 102 trên thị trường. Chị nào đặt luôn mình có hàng luôn, chị Dương Nguyễn có đơn, chị Mai Võ có đơn, chị Nguyễn Hiếu, chị Luân Bùi có đơn, chị Trần Nhi có đơn. Em nhắc lại cho mọi người cái cú pháp là 9155 gạch ngang số điện thoại. Em có cho mấy chị 5 size. Có cho mọi người 5 size S, M, L, 1X và 2XL luôn. Đây là cơ hội vàng của mình. Tại vì nếu mà mẫu sale mấy chị còn size đủ 5 size là một cái điều gì nó rất là hiếm. Phải nói là thật sự may mắn mới lên được một cái em đầm sale mà đủ 5 size. Thường thường các chị thấy không, những cái đẩu đầm sale nó bị lẻ size hết trơn mấy chị. Lẻ lũng củng nó như bị thủy đậu gì đó mọi người. Đó. Còn ngày hôm nay em lên cho mấy chị một mẫu mới. Cái này là em phải nói là thật sự là em phải hy sinh luôn một mẫu mới. Bởi vì cái đầm này em like đúng một lần một thôi là giá gốc 550. Rồi ngày thứ hai bây giờ em lên thẳng, em lên chương trình sale luôn. Em đang có 5 size. Size số các chị ơi mình đừng lo lắng nha. Em may tới 72 cân. Chị nào 60, 65, 61, 62 gì đó cứ lên đơn cho em. Size số các bạn nhân viên tư vấn cho mình sau. Cái điều quan trọng nhất em Ngân đứng ở đây là nó sẽ còn hàng. Còn em sẽ qua mẫu và đóng lại cái livestream này là em không nhận thêm bất kỳ một em đầm nào bán với mức giá sale. Mức giá này là coi như một cái mức giá tri ân cho những chị em nào mà đã đang và xem cái livestream của em. Được không ạ? 399.000 là một cái mức giá có 102, em khẳng định cho mấy chị luôn. Bởi vì dòng vải này em cũng rất là chật vật để mà về cho mấy chị. Sắp lẻ size rồi mấy chị. Mọi người lưu ý giùm em. Em sale thì sale cái nào nó chất lượng nó hẳn sale. Chứ sale mà nó không có chất lượng nó cũng buồn lắm mấy chị. Rồi ok chị Hoa Mặt Trời, ok chị Trần Hiển có đơn luôn, sắp lẻ size rồi cả nhà. Ok chị Hoàng Mai Lan, từ 40 cho tới 72 cân là mình sẽ có size. Size số đang có sẵn. Cái cơ hội này là phụ thuộc vào cả nhà mình thôi. Mình đặt sớm thì em còn chừa đơn, chừa size cho mấy chị được ha. Tại vì em đầm này em không về thêm một đợt nào nữa nha. Cái này là đặt đúng một lần ngày hôm nay thôi mấy chị ơi. Tranh thủ lên đơn giùm em. 9155 gạch ngang số điện thoại kế bên. Đây, hoa là gam màu cam nâu rất là sang. Nhìn nó rất là tây, lên cái nút da mình nó trắng hẳn hoi. Mấy chị thấy không? Da cổ, da tay, da chân của em khi mặc cái đầm này lên nó rất là sáng. Bởi vì một cái đầm á mấy chị, cái gam sắc của nó ảnh hưởng tới làn da của mấy chị rất là nhiều. Mà thường thường chị em châu Á của mình á thì mình hay lựa chọn những gam màu trung tính cho nó dễ mặc và mình mặc được nó lâu dài, thì mấy chị ơi không có cái màu nào mà nó vượt qua được cái màu đen. Màu đen thì nó phối bất kỳ những cái họa tiết nào mình lên mình cũng thấy nó đẹp được hết trơn đó mấy chị ạ. À, nên là mình chốt luôn giùm em, chuẩn bị sắp hết hàng luôn. Ok chị Thu Trần mình có đơn, chị Xí Sọn, chị Trần Dậu mình có đơn luôn, chị Đinh Thắm có đơn, chị Nguyễn Phương Thảo, chị Hoàng Mai Lan. Rồi tranh thủ giùm em mấy chị ơi, 9155 gạch ngang số điện thoại. Em ngân qua mẫu là em không có nhận thêm hàng nữa nha các chị, tại vì số lượng này chị ưu ái cho chị nào đặt hàng luôn.
đang có đầy đủ tất cả các size hết luôn. Cứ từ 40 cân cho tới 72 cân mình chốt đơn, còn chị nào đang lăn tăn về cái size quá thì thôi, em chắc mọi người đặt không kịp đâu. Bởi vì trong livestream của em á, mọi người đang lên đơn rất là nhiều. Em bán cái đầm này 399.000 mấy chị ơi, khỏi cần quan tâm luôn. Ok, chị Thị Kim Nguyễn, chị Hồng Nhiên, chị Thu Trần, chị Đình Thắm, mình có đơn giùm em. 9155 gạch ngang số điện thoại kế bên, chị Thanh Duyên nè, chị Phương Thanh, chị Trịnh Huỳnh nè. Ok, người đẹp luôn ha. Cứ từ 40 cho tới 72 cân mình nổ cho em một dòng comment liền. Bây giờ em sẽ mix match đồ cho mấy chị xem. Cái vải này mặc là mặc bền luôn nha, mặc là em bán cho mấy chị cái chất vải mặc chất lượng bền bỉ. Tại vì mấy chị em nhà mình đã thấy hôm nay chương trình sale, mấy chị cũng đã rất là quý mến em My, mấy chị mới tham gia vào chương trình và mấy chị đặt hàng để lại đầy đủ cú pháp đúng không? Còn chị em nào mà mình chưa chắc chắn về size thì em nhắc lại, mình cứ để lại cú pháp. Các bạn nhân viên sẽ gọi điện thoại khi mà các chị để lại cái cú pháp trên livestream là 9155 kèm số điện thoại, từ 2 đến 3 giây các bạn sẽ gọi liền cho mình. Được không ạ? Nên là mình muốn tư vấn đầy đủ tất cả các size thì cứ để lại cho em cú pháp, tại vì em còn 5 size cho mấy chị luôn. Còn đủ 5 size, từ 40 cho tới 72 cân, eo dưới 90cm có độ co giãn. Được chưa mấy chị, có độ co giãn nhẹ thế này. Mặc ra cái đầm lúc nào cũng dư 1 đến 2 phân, không phải vì rộng, mà là đây là cái sự tinh tế của một giãn hàng. Nha mấy chị ha, may như thế này nó sẽ tốn vải hơn. Ở may như thế này thì mấy chị mặc vô, mấy chị có tăng 1-2 cân, vẫn mặc đẹp cái đầm của em. Bây giờ mấy chị có ăn no đến cỡ nào đi, mấy chị vẫn mặc đẹp cái đầm của em. Cái size M, size L gì lúc nào mấy chị kéo ra nó cũng dư 1-2 phân. Nhưng mà cái chán là mấy chị theo nó phích dán không? Nó phích dán chứ không phải nó làm cho cái dán mình bị lộn thộm đi. Được không ạ? Bây giờ em sẽ mix đồ cho mọi người xem. Khúc này khúc quan trọng nè mấy chị ơi, 399.000 khỏi lăn tăn gì hết. Tại vì kiếm một cái đầm chất liệu hiếm trên thị trường, hàng đặt, hàng tuyển thì giá 399.000 là không bao giờ có, em chắc luôn mấy chị. Kể cả size 2X, 2X, 1X người ta cũng không làm, người ta cũng không chấp nhận bán giá này, bởi vì cái giải của nó quá là cao cấp luôn. Kể cả cái lớp ló em cũng đầu tư hẳn may cho mấy chị dài qua đầu gối. Nếu như em tiết kiệm vải nha, em may như thế này thôi, em cũng hoàn thành xong cái đầm một cái lớp lót, nó đơn giản thôi mấy chị. Còn may cái này mấy chị thấy không, em làm dài qua đầu gối nên là khi mấy chị đi đứng, mấy chị ngồi đối tác, ngồi gặp bạn bè đối tác, khách hàng, đi chùa đi chiền, mình cần cái sự lịch sự. Với phụ nữ mình có tuổi, mình thích cái kiểu đẹp sang trọng, đẹp quý phái và đẹp thanh lịch, đúng không mấy chị ha? Đó, nên là những cái kiểu như thế này mấy chị mặc hoài mặc không chán. Chất vải giặt thoải mái cho em ha, không hư hao gì hết luôn, không nhăn, không nhầu, không nhão, có túi hai bên. Đây mấy chị phối cho em túi đen mặc đi làm lịch sự, mấy chị đồng nghiệp mình rất là khen mình luôn. Cái này mấy chị em nhà mình đi dạy học là xuất sắc luôn á mấy chị, đẹp lắm. Chất vải này rất mát. Rồi, đi cà phê phối cho em túi trắng như thế này. À, đi gặp bạn bè, người thân, đón con mình đi học ha. Ở hoặc là đi chơi, đi cà phê, chụp hình nè, duyên dáng không mọi người. Dáng tay ống bí này là một trong những dáng tay trend khuyết điểm rất là hay ho. Em rất là thích cái dáng tay này, nó tạo lên cho mình cái sự trẻ trung mấy chị ha. Bên trong em làm cho mọi người có lớp lót luôn, rất thoải mái, bắp tay to. Em khuyến khích mấy chị mặc cái đầm này. Chị nào càng béo em khuyến khích mấy chị mặc cái đầm này, tại vì nó phết dáng một cách giả mang luôn. Mình mặc lên nó ốm, nó gọn bưng rồi mấy chị. Khách em mua cái đầm này rất là thích. Giá gốc cho em đầm này 550, hôm nay giảm luôn 399.000. Đẹp, sang trọng, quý phái, đủ tầm cho mấy chị em nhà mình luôn. Mỗi người nên sở hữu một em. 399.000 là một cái mức giá chị em nào có thu nhập bao nhiêu mình mặc cũng được hết trơn. Và mình mua về mình mặc đi đâu, bất kỳ trường hợp nào mình cũng sử dụng được. Em bán cho mấy chị hàng thời trang là hàng mặc đi đâu mình cũng phải mặc được em mới bán, chứ không phải để cho mọi người ứng dụng 1-2 lần rồi xong cái mình không mua nữa, đúng không các chị? Nên là những cái form như thế này nè, mọi người mặc hoài luôn cũng rất là ok. Ok chị Nguyễn Thơ, ok chị Phương Nguyễn, chị Bùi Thị Linh luôn, chị Phạm Hà Phương luôn nha, ok chị Yêu luôn, chị Thanh Duyên, chị Phương Nguyễn. Mấy chị mua hàng mình cứ việc kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em, được không ạ? Em sẽ cho mọi người kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Em y đã bán trên thị trường này từ năm 2014 tới giờ rồi cả nhà ơi, nên là mình cứ yên tâm về cái việc size số ha, form dáng em y sẽ tư vấn rất là kỹ. Em y có một đội ngũ chuyên viên tư vấn hàng rất là kỹ lưỡng cho mọi người, nên là mọi người có việc yên tâm ha. Đẹp xuất sắc luôn, cảm ơn chị Yêu. Rồi cả nhà ơi, tranh thủ giùm em nha, mã em đầm này là 9155 gạch ngang số điện thoại kế bên. Ok chị Thúy Hà, chị Phương Nguyễn, chị Nguyễn Thơ, chị Bùi Thị Linh, chị Phạm Hà Phương, chị nào không có đầy đủ thông tin là em không có đọc tên nha mấy chị. Mọi người lưu ý giùm em, phải có đầy đủ thông tin thì em mới đọc tên được. Còn thấy mà tên mình không có là mọi người biết là mình đang thiếu cái gì đó rồi. Mình kiểm tra lại đầy đủ giùm em nha cả nhà nha. Đẹp quá mấy chị ơi.
cái màu lên, ta nói nó trắng da một cách dã man luôn. Ok chị Loan Lê luôn. Vậy bây giờ là em nhận cho các chị em nhà mình là mỗi size 2 chiếc nữa, là 10 chiếc cuối cùng. Ok chị Thị Kim Nguyễn luôn, em nhận đúng 10 chiếc cuối cùng nữa nha các chị, cho em đầm 9155 này. Có chị nào mới vừa vào không ạ? Chị nào mới vừa vào like mình comment giùm em một cái dấu chấm nha mấy chị. Chị nào mới vừa vào like comment một cái dấu chấm, em đang like mẫu nào thì em chốt mẫu đó, còn mấy chị em nhà mình chốt mẫu khác thì em chốt không được. Giống như có chị nào này comment là 6530 là em không chốt được mẫu đó nha chị. Em like hôm nay là không có mẫu đó nên là em không có chốt được. Mọi người lưu ý giùm em nha. Cái like nào, like mẫu nào thì chốt mẫu đó thôi, em không có chốt khác mẫu được. Tại vì cái đơn này hôm nay nó sẽ lọt vô hệ thống nha cả nhà ha. Chị nào mới vừa vào xem livestream chưa biết mã, mọi người chấm bài giùm em. Cảm ơn chị Kim nhất nha, cảm ơn chị yêu. Đẹp quá ha mọi người. Rồi, em nhắc lại cú pháp cho các chị, có ai mới vừa vào live chưa biết mã thì chấm bài giùm em. Em Ngân chỉ nhận cho mọi người tầm cỡ 10 chiếc cuối cùng nữa thôi ha. Tầm cỡ 10 chiếc cuối cùng, mỗi size tầm 2 chiếc nữa thôi là hết hàng rồi cả nhà. Rồi cả nhà mình ai mới vừa vào live mọi người comment liền giùm em cái dấu chấm. Tầm cỡ 10 chị nữa thôi là em Ngân chuẩn bị sắp hết hàng rồi mấy chị. Tại vì đây là một cái em đầm mới mà hôm nay là phải, hôm nay live sale mà hôm nay một cái ngày mà phải đắn đo dữ lắm luôn á mấy chị. Hồi trước live sale nó đơn giản nhẹ nhàng thôi, nhưng mà tại vì có mẫu mới thì mình cũng hơi tiếc một tí nha mấy chị. Nhưng mà thôi, cũng làm chương trình coi như tri ân cho các chị. Chị nào xem được khung giờ chiều này thì thật sự rất là chúc mừng. Mấy chị đặt luôn thì các bạn nhân viên sẽ gọi luôn ngay từ thời điểm các chị thả cái comment lên trên cái livestream này là 9155 gạch ngang số điện thoại. Bây giờ giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng để mình có thể săn được hàng. Em đầm này đang có cho mấy chị em nhà mình 5 size. Mỗi size em nhận đúng 2 chiếc là đúng 10 chị cuối cùng. Được mua với mức giá sale ưu ái nhất. Và chất vải này em không có về thêm lần 2 nữa nha mấy chị. Bởi vì vải này là hàng tuyển, hàng chọn luôn nha mấy chị. Phải nói là đặt rất là lâu rồi mới lên được cái bản, cái em đầm này. Hoàn thành xong cái bản vẽ này mấy chị ha, là em nhìn em ưng mắt cực kỳ. Rồi sau mà khi đó mà mặc cái đầm này lên test rồi thích lắm mấy chị ơi, đẹp lắm luôn á. Cái vải này ai đã từng mua rồi mấy chị có thể cho em xin một cái lượt ý kiến trên livestream được không ạ? À? Rồi 9155 gạch ngang số điện thoại giùm em, giá gốc 550, hôm nay sale luôn 399.000, chốt đơn nha cả nhà, 399.000 cho em đầm này. Rồi, ok chị Nguyễn Vi, chị Hồng Liên, chị Duy Huỳnh có đơn, chị cảm ơn chị Nguyễn Oanh đẹp quá. Ok chị Thanh Vân luôn, 9155 giùm em luôn ha cả nhà ơi. Em còn cho mấy chị em nhà mình là mỗi size 2 chiếc cuối cùng, từ 40 cho tới 72 cân, eo dưới 90 cm, là mọi người mặc rất là đẹp. Em làm cho mấy chị chiếc eo này form lên duyên lắm. Nên là chị nào mà mới vừa vào live chưa biết mã thì cứ việc chấm bài, em sẽ giới thiệu lại một lần cuối nữa thôi. Tại vì gần sắp hết hàng, chuẩn bị qua mẫu luôn rồi các chị. Bây giờ ai mà mình mới vừa vào live mọi người chấm bài giùm em với nha. Chị đang xem live, chị nào mà mình mới vừa vào live mọi người ơi, mọi người chấm bài giùm em. Em Ngân xin phép giới thiệu cho mấy chị một lần cuối cùng nữa thôi, là chuẩn bị qua mẫu. Bây giờ nhận mỗi size một chiếc cuối cùng nữa thôi là hết luôn. Vải này không về và em không chốt đơn sau livestream được với mức giá sale. Các chị lưu ý giùm em ha. Em đầm này là một cái em dòng sản phẩm rất là đẹp của mấy chị, rất là sang. Có mặt sản phẩm là 9155. Cái chất vải của em đầm này là vải voan gân phủ kim tuyến. Cho mọi người zoom lại cho mấy chị xem cái vải von gân phủ kim tuyến là chất vải gì. Nó giống như cái dòng vải von tơ gân nhà em bán thôi, nhưng mà cái này á mấy chị, em phủ thêm kim tuyến từng cái hạt bi. Cái này là hạt bi kim tuyến rất là đẹp nha mấy chị. Em phối giữa hai gam màu bi kim tuyến là màu vàng và màu bạc như thế này, rất là duyên dáng luôn mấy chị ơi. Cái nền là nền màu đen và cái hoa này là hoa gam màu cam nâu, là một trong những cái gam màu hoa nó giúp cho các chị cảm giác trẻ nên trẻ trung hơn, đặc sắc hơn rất nhiều. Mà cái đầm này lên cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Mặc lên nó ốm nhôm mà gọn bưng à mọi người ơi. Chị nào bắp tay to mặc lên cái này xuất sắc luôn. Cái gam màu hoa này em phải đặt nha mấy chị, phải đặt hết nha, lớp lót làm full như thế này cho mọi người. Màu đen là một trong những gam màu huyền thoại rồi, rất đẹp.
thật sự luôn, em like cái đầm này hôm nay là em suy nghĩ rất nhiều, em không biết em có nên like không, bởi vì đây là một cái đầm mới luôn á mấy chị, rất là đẹp. Hôm bữa khách chốt rất nhiều, khách hỏi ở cửa hàng khách cũng mua nữa mấy chị, em like xong chiều khách ghé mua quá trời, mua giá gốc 550 luôn mấy chị, mà hôm nay lên sale đó thì em cũng hơi tiếc, nhưng mà thôi kệ sale luôn đi, bây giờ mỗi size em bán cũng còn có một chiếc một thôi. Hà mấy chị, cái mẫu này bán rất cháy hàng, em khẳng định luôn mấy chị ơi, vải lên nó êm lắm, nó nhẹ, lớp lót em cũng làm full cho mấy chị luôn như thế này, vải không nhăn nha mấy chị nha, vải không nhăn, không nhầu, không nhão gì hết. Hai túi hai bên, chiếc eo cho mọi người nè, cổ tròn, không hở, không bí nha, dán tay nè, dán tay ống bí nè, lớp lót luôn cho mấy chị đẹp giả mang. Kèm phối cho mấy chị em nhà mình một cái xếp nhíu ở phía trước, hai bên là có đổ những cái đường ly, tạo thành hình một cái chiếc nơ. Thứ nhất nó giúp cho khuôn mặt của mình trở nên đẹp hơn, duyên hơn. Và thứ hai giúp cho cái phong ngực của mình trở nên đầy đặn. Chị nào mà kiểu như là cái ngực của mình nè, cái mình kiểu như mình ốm quá, đúng không? Đó thì cái ngực của mình nó sẽ có cái ức ngực á mấy chị, nó hõm vô thì cái này cảm giác cho mình đầy đặn hơn. Còn chị nào mà ức ngực của mình nó to quá thì nó sẽ cảm giác là mình nó vừa phải hơn. Nó tiết chế lại cho mấy chị đó, nên là em rất là thích cái kiểu này luôn. Đó được không ạ? Nên là mình tranh thủ giùm em ha. 9155 gạch ngang số điện thoại kế bên. Em nhận cho mấy chị 5 size cuối cùng từ 40 cho tới 72 cân. Eo dưới 90 cm là mọi người mặc rất là đẹp, giá gốc 550. Hôm nay sale cho mấy chị chỉ còn có là 399.000, đây là giai đoạn cuối cùng để mọi người có thể săn được em này ha. Rồi ok, chị Lan Nguyễn có đơn luôn ha. Ok chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, chị Huỳnh Đức ơi thêm thông tin giùm em. Ok chị Vương An Vui, chị Thúy Diễm, chị Bích Nga có đơn giùm em luôn. Bây giờ em nhận thêm mỗi size một chiếc cuối cùng nữa nha các chị. Chị nào chưa chốt em này thì comment liền giùm em luôn. Cái vải này em sẽ mix cho mấy chị thêm đi đâu nè. Đây, phối cho em gam màu trắng như này xinh không mấy chị? Đẹp quá trời quá đất đẹp luôn nè. Duyên không mọi người ha. Ở phía sau lưng em sẽ làm cho mọi người như thế này, làm cho mấy chị dây khóa kéo. Đó, xuất sắc chưa mấy chị? Eo nè, có bản chiếc eo từ trước ra tới phía sau, hai bên có phối túi. Chất vải không nhăn, không nhầu, không khó chịu nha mấy chị ha. Form rất là mềm. Chất vải này lên đứng form mà duyên á mấy chị. Đó, mẫu này là phối cho em mặc cuối tuần, ngày mai đi cà phê đi chơi liền mấy chị ha. Mẫu này cũng đang có ở ba chi nhánh cửa hàng luôn. Nếu được một lát mấy chị ghé giùm em 454 Lũy Văn Bích, 837 Quang Trung và 263 Lê Văn Việt. Phối cho em túi đen để mình mặc đi làm nha cả nhà ơi, xinh không? Quá xuất sắc luôn. Hoặc là mấy chị em nhà mình phối cho em chiếc túi như này để mình đi mặc đi cà phê, đi chơi, đi ăn uống với bạn bè của mình. Đó, duyên không mấy chị? 9155 gạch ngang giùm em Ngân số điện thoại kế bên ha cả nhà ơi, xinh không? Đó, mặc lên nó trắng da liền đúng không mấy chị ha, nó đẹp liền. Và mình cảm giác mình ngồi nó cũng che phủ cái bụng của mình là cực kỳ tuyệt vời luôn. Nên là chị nào chốt thì comment giùm em 9155 gạch ngang số điện thoại giùm em để em chốt đơn hàng cho cả nhà mình ha. 399.000, giá gốc 550. Hôm nay sale luôn, em cũng không sale hàng 4 gì hết luôn, cũng không bán giá cho mọi người 499 hay 450 hay 401 gì hết. Một mức giá 1399.000, coi như là một mức giá em khuyến mãi cuối tuần cho mấy chị thứ bảy, để mình có cái gì nó vui vẻ và mấy chị em nhà mình càng nhớ tới em nhiều hơn, để sau này mấy chị vào mấy chị ủng hộ em nhiều hơn ha. 399.000. Rồi tranh thủ giùm em Ngân chuẩn bị qua mã nha. Chị nào mà thiếu thông tin thì em Ngân chốt không có được nha cả nhà ơi. Rồi ok chị Mai Thi, không có số điện thoại, không có mã sản phẩm em không chốt được nè. Ok chị Lan Đoàn, chị Hồng Song Hỷ, chị Trâm Bùi luôn ha. Chị Lan Nguyễn, chị Huỳnh Đức mình cũng thiếu thông tin. Ai mà mình thiếu thông tin thì em Ngân chốt đơn không có được nha mấy chị. 9155 gạch ngang số điện thoại. Chuẩn bị qua mã rồi cả nhà ơi, các chị gái đẹp ơi, em này là phải nói là siêu phẩm trong buổi live này. Chị nào chưa chốt thì comment. Ok chị Thi Vi ha. Rồi các chị lưu ý giùm em nè, cái việc mà gọi điện thoại mình không nghe máy thì em xin phép em sẽ chuyển đơn cho một chị khác. Tại vì em sẽ gọi cho mấy chị từ 2 đến 3 cuộc. Nếu như mà mọi người không nghe máy thì em không có lên đơn được, em sẽ chuyển cho một chị gái khác. Bởi vì số lượng này là số lượng ít, em chỉ chốt đúng một lần trên live. Chị nào chốt em gọi điện thoại luôn, từ 2 đến 3 giây à mấy chị, 2 đến 3 giây mấy chị thả comment là em gọi luôn rồi. Đó nên là mấy chị tranh thủ để em chốt đơn hàng cho mấy chị. Giá chỉ có 399.000 thôi, tiết kiệm khá nhiều tiền khi đặt hàng trên livestream. Còn chị em nào không nghe máy thì em xin phép là em nhường đơn cho chị khác. Được không ạ? À? Rồi em nhắc lại cú pháp là 9155 gạch ngang số điện thoại. Chuẩn bị qua mẫu nha mấy chị. Bây giờ comment số 2 giùm em luôn, qua cho mọi người tiếp tục thêm một siêu phẩm tiếp theo. Hôm nay mà ai chốt được cái đồng 9155, lần sau mấy chị mua hàng mấy chị cứ cho em xin một lượt feedback.
được không ạ? Đẹp hay như thế nào, mấy chị cứ việc cho em xin feedback trên livestream, hoặc là mọi người có thể gửi hình em đầm này về cửa vừa về trang fanpage cũng được ha cả nhà ha. Ok chị Nguyễn Hương, ok chị Mai Thi luôn ha, ok chị yêu luôn. Rồi comment số 2 luôn nè, qua mã mấy chị ơi. Comment số 2 càng nhiều, qua mã thêm cho mấy chị luôn, bán giá siêu hời. Mấy chị nhớ nghe máy luôn để em chốt luôn, đi đơn luôn cho cả nhà mình nha. Comment số 2 giùm em mấy chị. Comment số 2 em ngân qua mã nha. Những cái mẫu này là những mẫu hot, còn ai mà không nghe máy thì đương nhiên rồi, em không có chừa đơn được. Bởi vì số lượng em bán đúng một lần trong livestream thôi. Comment số 2 nha, qua mã luôn nha mọi người.